Hello everyone! Welcome to the launching event for the bilingual poetry book, Đón Tết Về Nhà. Đón Tết Về Nhà is brought to you by Điện Mạc, the international Vietnamese bookshop chain. Con tên là Tâm Châu, con đến từ Việt Nam. I'm Lily, and I am a Vietnamese American. Bonjour, je m'appelle Anne, je viens de la France. Hallo, ich bin Anne und ich komme aus Deutschland. Now we're going to read you part of the first page. Gió trời se lạnh, mưa rơi lâm thầm. Gió xuân âm thầm, đang gọi Tết tới. Em về phấn khởi, mình đi chợ nào? Tụt ngay cành đào, mua thêm cây quất. It sounds lovely, doesn't it? Now please enjoy our event and find out more about this book. Chúc mừng năm mới! Happy Tết, everyone! Bonne année! Guten Rutsch ins neue Jahr!